Mến chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 9 và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 2 của phần luyện nghe rồi. Và như các bạn đã vừa xem cái video của bài tập số 1, bài tập 1 của phần luyện nghe, chúng ta đã được để lên trên kênh rồi. Các bạn vô trong danh sách phát thì các bạn thấy hết. Thì bài tập số 2 này chúng ta tiếp tục nghe lại một lần nữa, rồi sau đó trả lời các câu hỏi phía dưới đây. Và bây giờ mình sẽ để các bạn nghe lại một lần thôi, có script cho các bạn để các bạn theo dõi, rồi sau đó mình hướng dẫn các bạn trả lời nha. Nếu bạn nào muốn xem kỹ hơn nữa thì các bạn vô cái bài tập số 1 thì các bạn sẽ xem được rất kỹ. Ok, rồi bây giờ mời các bạn nghe có đáp án cho các bạn luôn. Unit 9, Listening. Whales are mammals that live their entire lives in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows to 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on Earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean. Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill, their favorite food. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean and the North and South Pacific Ocean are good feeding grounds for whales. Some whales are known to migrate into warm waters to bear their calves. Whale populations decrease quickly due to heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed to hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to protect whales, these wonderful animals would disappear forever. Rồi, như vậy là các bạn đã được nghe lần đầu tiên. Và trong cái video này chúng ta nghe một lần này thôi. Và đến chỗ nào gặp câu hỏi chỗ nào thì mình hướng dẫn các bạn trả lời chỗ đó nhé. Còn nếu bạn nào muốn dịch, muốn hiểu hết toàn bộ cái bài dịch này thì các bạn xem cái video 1 trong kênh của mình á, cái bài tập số 1 thì các bạn sẽ ok. Nói chung là mình đã dịch rất là kỹ cho các bạn rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ nhất của bài tập số 2 này là chiều dài và cân nặng của loài cá voi xanh này là gì? Là bao nhiêu đó? Vậy thì trong bài chúng ta vừa nghe đúng không? Mình trả lời cho các bạn gọn luôn. Đây. Loài cá voi xanh này, một con cá voi xanh này có thể lớn lên tới 30 mét chiều dài và hơn 200 tấn về cân nặng. Đó, các bạn chỉ cần trả lời gọn như vậy là được rồi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tại sao những loài cá voi này lại thích ăn ở những vùng đại dương có nước lạnh này các bạn? Thế thì trong bài chúng ta vừa nghe rất là rõ rồi đúng không? Đây, trả lời cho các bạn gọn luôn. Những nơi nước lạnh, những vùng nước lạnh ở cái Đại Tây Dương, ở miền Nam Đại Tây Dương và miền Bắc của Đại Tây Dương, và những vùng nước lạnh ở miền Nam Thái Bình Dương và miền Bắc Thái Bình Dương là nơi kiếm ăn tốt của cái loài cá voi này. Đó. Vậy, xin lỗi các bạn. Đây, câu 2 chứ. Thầy trả lời lộn câu 3, các bạn thông cảm nha. Đây, mình trả lời bởi vì mà. Đây này. Tại sao loài cá voi lại thích kiếm ăn ở vùng các đại dương nước lạnh thì các bạn phải trả lời câu 2 này. Xin lỗi các bạn nha. Đây. Bởi vì nè. Bởi vì nơi đó có rất nhiều cái loài nhuyễn thể này. Loài nhuyễn thể là một loài, là một trong những cái loại thức ăn mà yêu thích của cái loài cá voi xanh đó các bạn. Ở đó này, ở đó có nhiều cái loài nhuyễn thể. Đó là loài thức ăn yêu thích nhất của loài cá voi của chúng, được chưa? Rồi, đó là câu 2. Bây giờ câu 3 chúng ta mới trả lời cái kia này. Theo cái bài nghe của chúng ta đó, đó theo cái bài nghe này. Cái gì là cái nơi kiếm ăn tốt nhất của cái nơi kiếm ăn tốt của loài cho loài cá voi này là gì? Là ở đâu đó? Đây. Là gì chúng ta hiểu ở đâu đó thì thầy vừa nói cho các bạn đó. Đó là những cái vùng nước lạnh ở miền Nam và miền Bắc của Đại Tây Dương và những vùng nước lạnh ở miền Nam và miền Bắc của Thái Bình Dương là những nơi kiếm ăn tốt của chúng, của loài cá voi đó các bạn ha.
Đó là câu 3. Bây giờ câu 4 này các bạn. Lý do chính cho cái việc giảm dân số của cá voi, giảm lượng số lượng cá voi đó là gì? Lý do chính này cho cái việc giảm này, đó vô số lượng cá voi nó là gì? Vậy thì câu 4 các bạn chỉ cần trả lời cái việc săn bắt quá nhiều này, cái việc săn bắt quá nhiều là lý do chính cho cái sự giảm trong dân số số lượng của loài cá voi. Ok, đó là câu số 5, không, câu số 4. Bây giờ câu 5. Những nhóm bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế làm gì? Phải làm gì? Đã làm gì? Phải yêu cầu làm gì đó? Thì câu 5 này các bạn chỉ cần trả lời thế này. Họ là ủy ban cái họ không phải ủy ban, họ là nhóm bảo tồn này. Đó, họ là những cái nhóm bảo tồn đó. Họ làm gì? Họ yêu cầu Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế phải ngừng nhiều cái hoạt động săn bắt cá voi. Đó, các bạn chỉ cần trả lời thế này là ok rồi. Đó là câu số 5. Bây giờ câu số 6 này các bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thực hiện hay tiến hành bất cứ cái biện pháp nào để bảo vệ những loài cá voi? Vậy thì trong bài nghe chúng ta đã vừa nghe xong đó. Nếu chúng ta không tiến hành bất cứ cái giải pháp nào, biện pháp nào để bảo vệ những loài cá voi thì chúng sẽ biến mất mãi mãi. Đó, tất cả đều nằm trong cái bài nghe này các bạn ha. Đây kìa, trong cái bài nghe này. Đó, mình đã vừa để các bạn nghe và mình đã dịch sát nghĩa rồi. Và trong các bạn muốn hiểu cái bài dịch trọn vẹn thì các bạn vô cái kênh đó, thì các bạn vô cái bài tập số 1 là các bạn thấy hết liền. Ok chưa? Rồi, như vậy là câu số 6 của bài tập số 2 cũng đã xong rồi. Thì bài tập này, sau bài tập số 2 này chúng ta sẽ có một cái phần, đó là phần after you listen này các bạn. Đó, các bạn thấy cái phần đó chưa? Cái phần này á là người ta yêu cầu mình làm gì? Phần này là người ta yêu cầu mình là làm việc theo nhóm. Đây, làm việc theo nhiều nhóm. Nói về cá voi, nhiều loài cá voi đó, sử dụng những cái gợi ý phía dưới này. Chẳng hạn như là cân nặng và chiều dài của chúng. Đó, cân nặng và chiều dài của chúng. Cái thức ăn và cái nơi kiếm ăn tốt của chúng. Thức ăn này chứ không có tốt nha. Thức ăn và những nơi kiếm ăn của chúng. Và những lý do để những lý do cho cái việc bảo vệ các loài cá voi. Vậy thì ba cái gợi ý đó thực ra nó đã có trong cái bài của chúng ta này các bạn này. Đây, cái bài nghe của chúng ta đó. Thực ra trong bài nghe này các bạn chỉ cần nói ngắn gọn lại thôi. Những câu nào chúng ta cũng có thể nói trọn vẹn bài nghe luôn cũng được. Đó các bạn nha. Miễn sao các bạn phát âm chuẩn là được. Ví dụ những chữ khó thì mình đã hướng dẫn các bạn nha. Ví dụ những chữ này mình trong các video trước mình đã hướng dẫn các bạn hết rồi. Các bạn xem các bạn thấy đúng không? Whales, whale, whale, whale. Đó bạn nghe kỹ chưa? Whales và có S này. Mammals, mammals. Đó. Rồi những chữ khó thì thầy phát âm ra, còn tất cả những chữ khó dễ thì các bạn biết rồi. Các bạn để ý âm cuối này. Huge, huge. Đó. Rồi, example, ok. Rồi những chữ khó thì thầy mới nói nha. Largest, nhớ những âm cuối. Gist. Nhớ âm cuối này. Rồi, ocean, nhớ ocean các bạn nha. Người Anh đọc là ocean, người Mỹ đọc là ocean. Đó, nó tròn tròn hơn một xíu. Rồi, các bạn nhớ là miền Bắc này, phía Bắc này. North, nhớ cái âm cuối cho mình này, âm vô thanh này. Đó, bạn nghe kỹ chưa? North. South. Nhớ âm cuối. South. Atlantic. Ocean. And North, South. Pacific. Đó các bạn ha. Rồi. Grounds. Đó những chữ khó thêm. Migrate. Đó nhớ âm cuối bạn nha. Great. Cows. Đó. Populations. Đó các bạn nghe kỹ các âm đó. Decrease. Quickly. Đó các bạn nghe kỹ này. Quickly. Conservation, pressure, international, commission, rồi tất cả những chữ khó rồi. Hunters,
hunters các bạn ha. Effective measures protect disappear forever. Đó, tất cả những chữ khó thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Hy vọng các bạn thấy các video này có ích các bạn. Các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.